Xin chào các bạn, chúng tôi đang đứng ở đây, đó là nhà thờ của từ thời thực dân Pháp, xây dựng trên đỉnh Ba Vì và bây giờ được gọi là phế tích hay còn gọi là nhà thờ đổ. Một cái kiến trúc vô cùng độc đáo, đặc trưng của kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc tại Việt Nam. Bây giờ thì chỉ còn lại là bức tường thôi, còn cái mái thì nó đã bị hỏng rồi. Bên này chúng ta nhìn thấy là toàn bộ cây xanh bao trùm kín lấy tòa nhà, cả phần ống khói phía trên. Nào, chúng ta hãy cùng vào trong khám phá. Hãy cùng vào trong khám phá. Đó. Đi thẳng vào chúng ta có thể thấy là đây là sảnh chính. Được chưa? Sảnh chính. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của ngôi nhà thờ cổ. Đấy, có một cái chòi tháp chuông rất là cao. Cái này là bản chất là tháp chuông. Đấy, tháp chuông rất là cao. Và nhờ thời gian thì đây đã trở thành một phế tích rồi. Các bạn có thể thấy là cây nó mọc lên, nó bao trùm lấy cái toàn bộ cái nhà thờ cổ đấy rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ phần ngoại thất của nó nhìn trông rất là bề thế và chắc chắn. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Còn lại là bảo tường rất là chắc chắn và kiên cố. Cột đá. Bình thường mình cột là cốt thép bê tông, bây giờ mình làm bằng đá. Đây là hoàn toàn tường được xây dựng từ các cái đá khai thác từ núi Ba Vì này, núi Tản. Ở trên tường cao bên kia còn có một cái cây nó mọc lên giữa tường, nó phi lên luôn. Đây, toàn bộ bức tường này xây bằng đá 100%, rất là đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cao vút đây. Đây là tháp chuông. Ở góc này chúng ta chưa nhìn thấy được đẹp, tôi sẽ quay sang góc bên này để chúng ta nhìn thấy cái góc. Nó trông nó rất là đẹp. Đây. Tháp chuông các bạn có thể nhìn thấy ở trên tường, đây có các cái bậc để cho mọi người có thể trèo lên được các bậc này và lên trên đỉnh cao kia. Có thể lên đấy là thỉnh chuông như đấy. Đó. Thỉnh chuông. Đấy, qua các bậc này gắn luôn vào tường, chúng ta có thể tiến lại gần xem các bậc này. Các bậc này có thể tiến lại được, leo lên được. Đấy. Các bậc. Đó, wow, rất là cao luôn. Đó, có toàn bộ phần ngoại thất của cái nhà thờ, của ngôi nhà thờ này. Đây là thờ thánh, nơi thánh đường. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy một vòng nữa. Đấy, toàn bộ phần tường cổ đá dày, rất là bền vững, trường tồn với thời gian. Phải nói là trường tồn với thời gian. Đến mức độ là cây, chúng ta có nhìn thấy trên cây này, mọc luôn ở giữa đỉnh tường đá luôn, một cái cây cao vút lên. Đấy, rất là đẹp. Đó. Đây là chương trình mà chúng tôi đi khám phá các cái vùng đất mới, những cái di tích lịch sử của Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào các cái video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.